Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Nhà Vui. Hôm nay rất vinh dự, Nhà Vui được khách hàng của mình là chủ quán cà phê ở Gia Viễn mời tới dự lễ khai trương của công trình. Chúng ta đã đứng trước mặt tiền bên phụ của công trình. Hôm nay vào buổi chiều rồi, hệ thống đèn điện đã được bật. Chúng ta cùng tiến vào trong. Phía kia là rạp để chuẩn bị làm lễ. Rất nhiều cây xanh. Chúng ta cùng mắt gắm mặt sau trước đi. Trước khi chúng ta có thể nhìn vào phía trong quận sang. Rất đẹp. Quán về cái đêm ánh đèn rất rực rỡ. Quan khách đến dự lễ rất là nhiều. Chú ơi, lùi ra sau, các bạn phục vụ khai trương một lần rất đẹp. Bạn này vào đây chụp. Bắt đầu từ mấy giờ? Ngủ đây. Ông chủ tất bật cho bạn khai trương. Các bạn vào phía trong của công trình. Ở trung tâm của cơ quán là cầu thang và một hồ cá rất đẹp. Phần sàn đất được sơn màu đen, khoe kết cấu đèn chùm. Cầu cá là điểm nhấn rất đặc biệt của công trình. Ở góc cầu được trồng một cây bưởi. Tầng 1 là quầy bar. Các bạn tiến lên trên tầng 2. Đây là đá bọc rất đẹp. Bắt lên tầng 2. Không gian quán là không gian rất mở. Khu này đang có rất nhiều đèn. Phòng khách đây là phòng khách hiện đại. Ở đây cũng cái ban công view ở phía trước nhà. Nhà này là có hai ban công, hai mặt khóa để view ra ngoài.
Nếu như các bạn có xem một cái video lần trước thì ở khu này có một cái dây điện, nhưng bây giờ dây điện đã được gỡ đi rồi, vụt lên ngoài trời. Cột hàng xiêm cá và cột gỗ rất đẹp. Đứng phía trên này chúng ta có thể ngắm được cả hồ cá phía dưới. Và đây là hướng chính nhìn ra phía trung tâm của huyện Gia Viễn. Đây, chúng ta thấy tòa nhà trung tâm hành chính của huyện Gia Viễn quen thuộc. Một không gian rất đẳng cấp. Các bạn lên tầng 3. Ngắm cây bưởi từ phía trên tầng 3. Ở góc này chúng ta sẽ thấy được hồ cá. Khu vực trên trời này là một view rất đẹp. Vật liệu đắp nền tạo hoa văn vô cùng sang trọng. Trên này cà phê bệt, sàn được lát gỗ và ngồi bệt phù hợp cho các nhóm bạn trẻ có thể giao lưu. Có rất nhiều phong cách lựa chọn cho các khách hàng ở đây. Nếu các bạn đã xem các video trước đây của nhà vui thì đây chính là cái phần quán cà phê ở Gia Viễn Ninh Bình mà được lắp dựng phần khung thép trong vòng 3 ngày rất nhanh. Vì nhiều lý do mà gia chủ đến thời điểm bây giờ mới tổ chức khai trương, mà lý do lớn nhất đó là phải chịu dịch bệnh Covid-19. Nên các bạn cùng chiêm ngưỡng cái view nhìn ra cái phía trung tâm hành chính mới của Gia Viễn, một khu vực hoàn toàn mới. Ở phía dưới kia là các cái lãng hoa chúc mừng, rất nhiều lãng hoa chúc mừng. Ở trong này có một không gian nữa phục vụ cho nhóm gia đình có thể tổ chức các cái sinh nhật, một cái sân khấu nhỏ. Chúng ta sẽ lên tiếp trên tầng thượng. Đây là bức tranh thêu các bạn, trên thêu. Về trên thượng. Trên thượng này thì cầu thang làm bằng thang thép sơn đen, không dùng bậc gỗ như các cầu thang chúng ta vừa mới đi qua. Trên này là khu vực sân thượng, để thoáng ngoài trời. Rất nhiều hoa. Khu vực này bàn ngoài trời. Bảo Garden. Đây sử dụng một cái biểu tượng của mỗi xe gió làm điểm nhấn cho phần mái này. Rất đẹp.
bàn là một nửa thân cây. Vật liệu này có thể chịu được với điều kiện mưa nắng để ngoài trời. Các bạn ngắm ra viễn, kia là những ngọn núi rất gần. Đây cũng dàn đèn nón, các bóc đèn dùng chao là nón, rất đặc trưng, không gian hết sức phù hợp với giới trẻ để có những bức ảnh sống ảo. Gia chủ đầu tư một làn hệ thống pin năng lượng mặt trời. Đây là xu hướng rất mới để sử dụng năng lượng sạch, không gây ô nhiễm. Năng lượng này để cung cấp năng lượng cho quán. Đây là một quyết định hoàn toàn rất đáng là hoan nghênh. Rất đẹp. Bậc thép trên lát gỗ đi rất chắc chắn. Cầu cá thắp nước âm thanh nghe thật là dễ chịu. Trước tổng thể của công trình kia là phần biểu tượng của cầu treo gió. Tới đây nhà vui xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video clip tiếp theo.